Con sóc à? Đó. Làm gì trên đó đó? Nó làm tổ ở trên đó, với lại nó ăn, nó hái mấy cái quả trên đó nó ăn. Đâu rồi không biết nữa. Mình trốn ở trển à? Nó đâu rồi? À, là kìa. Nó chuyền cần. Nó đi xuống rồi, nó đi xuống dưới đất. Nó bỏ chạy.